Công an thị xã Tịnh Biên vừa triển khai quán triệt phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2024. Đại tá Quỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự. Tại hội nghị, Công an thị xã Tịnh Biên triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự suốt thời gian diễn ra hội chợ như công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ phá hoại, gây rối của các kẻ xấu, thế lực thù địch, các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế ma túy và môi trường, công tác phân luồng, tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra hội chợ. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Quỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Công an thị xã Tịnh Biên tích cực phối hợp với các lực lượng chủ động phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là trong lễ khai mạc hội chợ, tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tăng cường tuyên truyền người dân, du khách đến tham quan hội chợ, giữ gìn tài sản cá nhân, có phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo phương tiện xử lý ngay tại chỗ các trường hợp. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Bộ đội biên phòng quản lý tình hình xuất nhập cảnh trong thời gian diễn ra hội chợ. Hôm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Châu Đốc tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã đến dự. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được thành lập năm 2001, được tách ra từ trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, quan tâm nhiều đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém và tổ chức nhiều hoạt động thi đua dạy tốt và học tốt. Đến nay, ngoài chú trọng xây dựng phòng học, các phòng chức năng, trường đã đầu tư trang thiết bị phục vụ việc dạy và học càng hoàn chỉnh, hiện đại hơn. Đây được xem là điểm nhấn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập của thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, trong 5 năm qua, trường đã hoàn thành nhiều mục tiêu theo phương hướng chiến lược phát triển. Tại buổi lễ, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu vinh dự được nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi và học sinh giỏi xuất sắc năm 2023-2024. Năm học này, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu có học sinh học lực giỏi khá đạt 80,35%, học sinh có hạnh kiểm tốt trên 93%, 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở. Có 44 học sinh đạt giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới vừa trao sinh kế mô hình giảm nghèo dự án nuôi bò thịt cho 28 hộ dân của xã Mỹ Hội Đông và xã Nhân Mỹ. Theo đó, 11 hộ nghèo cận nghèo mỗi hộ nhận 25 triệu đồng và 17 hộ mới thoát nghèo mỗi hộ nhận 20 triệu đồng mua bò thịt về nuôi. Sau 18 tháng nuôi, người dân có quyền xuất bán và hoàn vốn 20% mức hỗ trợ mua bò giống cho địa phương. Tổng kinh phí thực hiện mô hình tại hai xã là 615 triệu đồng. Dự án nuôi bò thịt nhằm đa dạng hóa sinh kế, xây dựng phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với các hộ khó khăn mới khởi nghiệp, giúp tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động và giảm nghèo bền vững thời gian tới.